Nói tới Tết giao thừa thì ai cũng nghĩ tới cái cảnh chùa. Nó có một cái gì nó gắn bó rất là thiêng liêng, rất là gần gũi trong cái văn hóa sinh hoạt của người Việt, người Á Đông nói chung. Cho nên hãy nói tới Tết thì ai cũng nghĩ tới đi chùa. Mà đi chùa thì cái chuyện đầu là phải làm cái gì? Hái lộc. Lộc là một cái chồi. Lộc là cái chồi mà nó nảy lên trên cái đầu nhánh cây đó. Tại vì mùa xuân á, là cái mùa mà hoa lá nó nảy lộc, đâm chồi nảy lộc, cho nên là mình đi hái lộc nghĩa là chúng ta hái cái bắt đầu, cái khởi đầu của một cái đó. Đi hái lộc là vậy đó. Là có nhiều vị người ta hiểu lầm, ta lên ta bẻ nguyên nhánh đem về luôn xong một cái Tết cái chùa không còn cái lộc đâu bởi vì mình rước lộc hết đi rồi, không, thành thử ra không có đúng. Lộc á là hồi xưa là người ta cái gì nó nhẹ nhàng thôi, có khi người ta chỉ xin một cái nén hương ở trên bàn thờ, có khi người ta xin một trái quýt, trái cam gì đó, bởi vì đó là gì, đó là một cái vật nhỏ nhỏ để nó khởi nguồn, chứ không phải là mình lên chùa mình thấy cây nào nó lú lú nụ bẻ nguyên nhánh đi kêu là hái lộc phải không, thì được mình được phần lộc của mình, cái chùa trụi lộc. Lộc là một cái chồi nó vừa nở lên. Thì cái ý nghĩa của nó là khi Tết đến, mùa xuân đến, là bởi vì trong bốn mùa xuân hạ thu đông thì mùa xuân là bắt đầu. Thì khi nói đến mùa xuân, tự nhiên con người ta có cái gì đó nó rộn rã, nó phấn khởi. Ví dụ mình gặp nhau cái mình nói tuổi còn xuân, phải không? Rồi hễ mà hỏi tới cái tuổi mà cho nó vui vẻ, cái nói năm nay được mấy cái xuân, phải không? Rồi thậm chí mà người nào mà nhìn buồn quá, nói sao mặt không có mùa xuân mà người nào mà thấy tươi tắn nói cha bữa nay nhìn thấy mùa xuân nha. Thật ra mùa xuân là gì? Là cái mùa khởi đầu của bốn mùa. Tại vì xuân là cái lúc mà hoa lá nó được đâm chồi nảy lộc. Cho nên khi con người chúng ta khởi điểm một cái gì đó thì chúng ta gọi là mùa xuân. Cho nên người xưa đã khéo quy định một năm gồm bao nhiêu ngày để nó khởi điểm từ cái này gọi là mùa xuân. Đến cái thời tiết bắt đầu thì chúng ta gọi là đón một cái năm mới. Chứ thật sự với cái nhìn chúng ta cũng có thể Tết tháng 5, tháng 6 do quy định thôi, mình sắp xếp thôi. Nhưng mà mình sắp xếp để nó ở cái khoảng đó, để nó cùng một lúc với mùa xuân. Chỉ giống như Đức Phật Thích Ca, Ngài sinh vào tháng 5, khoảng tháng 5 Tây lịch của mình. Thì đối với mình ở đây á, tháng đó là tháng sao? Bắt đầu tan tuyết và hoa lá bắt đầu đâm chồi. Như vậy lúc đó cũng là mùa xuân. Vậy thì mùa xuân của người Phật tử cũng là mùa Phật đản, phải không? Xuân dân tộc, xuân chung là tháng này. Nhưng mà tháng này xuân đâu? Xuân đâu ở bên Việt Nam chứ mình ở đây đâu có xuân đâu. Thấy người nào cũng héo queo mà đông đá rồi, phải không? Thành thử ra khi đến cái mùa xuân là mùa bắt đầu, thì chúng ta cũng muốn khởi đầu một ngày mới, một năm mới bằng một cái gì đó rất mới. Và sau này chúng ta đã cải cái xuân đó, cái lộc đó thành ra những cái bao lì xì. Và như Pháp Hòa đã từng chia sẻ với đại chúng, cái bao lì xì đó là lợi thị, nghĩa là chúng ta đưa cái nguồn lợi đến cho tất cả mọi người. Chữ lì xì đó là tiếng tiếng Hoa, và chúng ta được âm lại là từ chữ lợi thị. Và chúng ta đã để cái gì đẹp hay vào trong đó. Và người ta thích đi chùa đầu năm để người ta xin một cái lá quẻ. Nhưng mà nếu mà cái sâm đó, cái quẻ đó mà mình nhầm cái quẻ không tốt thì có phải là mình lo lắng suốt năm không? Tự nhiên mới đầu năm mà đi kiếm một cục đá để trong lòng lo lắng, phải không? Thành thử ra chùa không có cần xin sâm. Nếu mà là tinh thần theo Phật tử đó thì chúng ta chỉ cần nhận được một lời khuyên nhắc
ở trong cái câu câu đó, nó như một lời, một cái câu khởi điểm cho mình trong sự tu tập. Rồi người ta mới để ví dụ như là tiền hay là kẹo gì đó vào trong cái bao đó, miễn là nó trong cái bao đó nó có cái tính chất ngọt ngào may mắn là được. À, thành thử ra nhiều chùa mà để 25 cent, có khi để 1 đồng. À, cả chục năm nay rồi Pháp Hòa không có để tiền nữa, mà mình mua những món quà. Ví dụ như có năm thì là một cái chìa khóa có hình Phật, có cái năm thì những cái đồ treo xe. Năm nay ở trên Trúc Lâm tặng lì xì mỗi người 1 sâu chuỗi đeo tay. Thành thử ra mỗi người có một cái ai cũng có cái lọc. Đầu năm mới là ai cũng muốn đi hái lọc. Mà lọc nghĩa là cái chồi nó vơi với vừa lú lên ở trên cái đầu cây đó. Để muốn nói lên, ai cũng muốn bắt đầu có những cái gì đó nó mới mẻ. Cho nên đây là một cái cơ hội để chúng ta bắt đầu một cái gì đó rất là mới. Nếu trong 1 năm qua, cái cũ của chúng ta đó, nó mình thấy rằng nó không có là cái điều hay, thì đây là cái cơ hội để chúng ta bắt đầu trở lại. Cho nên bình thường cũng lau nhà vậy, cũng quét nhà vậy, cũng hút bụi vậy, cũng giặt quần áo vậy, nhưng mà không có kêu là đón Tết. Nhưng mà hễ nói tới đón Tết, đón xuân là bắt đầu nhà cửa sạch sẽ, cái gì cũng muốn mới hết. Thậm chí có nhiều người là sắm cho mình một cái áo mới hay là cái gì mới đó, để ngày đó mình phải mặc đồ mới lên, để như coi như là mình muốn cuộc đời mình 1 năm tới này nó sẽ là những cái gì đó nó sang trang, nó làm mới lại cuộc đời. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai đó, ngài cũng nói năm mới ta cũng mới, nghĩa là cái năm mới này bước tới thì con người ta cũng phải mới. À, thí dụ mình sống dở, sống chưa hay thì đây là cơ hội. Cho nên năm theo truyền thống trong chùa, cuối năm là có cái lễ sám hối, chúng ta thường gọi là lễ sám hối cuối năm. Đâu phải là cuối năm sám hối vậy là hết tội đâu. Rồi suốt cả năm mình làm tội quá trời, rồi lẽ cuối năm mà lại sám hối một chút vậy hết sao? Không. Nhưng mà ít nhất anh cũng còn giây phút cuối đó, anh cũng còn biết một chút gì, ăn năn, hối hận. Nhưng mà cuối cùng xuống ăn mứt nhiều hơn. Ăn năn để ít mà ăn mứt, ăn quýt. Không. Rồi khi mà cuối năm thì chúng ta sám hối. Còn đầu năm thì chúng ta ăn gì? Ăn chay. Ngày mùng 1 Tết là chúng ta ăn chay. Và với cái quan niệm là nếu mình không ăn chay được nhiều trong năm, hãy ăn ngày mùng 1. Và có nhiều người nói rằng ăn ngày mùng 1 Tết là đại diện cho nguyên năm. Hơi khôn á. Nhưng mà thôi thì Pháp Hòa nghĩ thôi cũng được. Tức là ít nhất á, cũng còn nghĩ ra là thôi bây giờ ngày đầu năm mới. Nhưng bây giờ của đại chúng cứ nghĩ thí dụ thôi, bây giờ đại tất cả mọi người, nếu bây giờ trên trái đất này á, ai cũng quan niệm là ngày đầu năm mới mình nên ăn chay, thì có thể là quý vị không ăn chay theo mùng 1 Tết của âm lịch, ăn mùng 1 Tết của năm Tây lịch cũng được nữa. Mà bây giờ mình nghĩ nếu mà 100 người, 1000 người mà theo cái quan niệm đó, đỡ không? Cũng đỡ lắm, đỡ lắm. Tại vì giờ 1000 người mà ăn chay là một ngày hôm đó là ít nhất 500 con gà, con vịt nó được cứu, phải không? Thành nhưng mà ở trong Phật giáo là mỗi lần lễ lọc, trong những cái ngày lễ của tôn giáo mà đặc biệt là Phật giáo đó, là chúng ta luôn luôn là tu tập ăn chay. Dù người đó không biết tu tập gì, nhưng mà người ta hễ nói tới vía Phật, ngày đặc biệt là ăn chay hết. Như vậy thì cái ngày lễ của một vị thánh đó, nó phải chứa đựng, nó phải mang lại lợi ích ít nhất cho một chúng sanh nào đó qua cái quan niệm ăn chay. Cho ngày mùng 1 Tết ăn chay đại diện cho nguyên năm cũng được nữa. Bây giờ ở đây có ai ăn mùng 1 không? Có không? À, vậy là đỡ rồi đó. Thấy không? Nhưng mà nếu rồi sau đó rồi đó, chắc chắn rằng trong năm đó, ít nhất, trong một năm đó ít nhất quý vị sẽ thêm được 1-2 ngày nữa. Ví dụ như lễ Phật Đản hay là lễ Vu Lan. Nhưng mà thường ngày mùng 1 thì phải là ngày Tết thì phải ăn chơi, phải không? Nhưng mà ngày hôm đó mình ăn chay.
ăn chơi mà ăn chơi thôi thì ăn chay ngày chơi có sao đâu. Thành thử ra mình được cái một cái ngày đó cũng là một cái điều quý. Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm á, ông sanh năm Tân Hợi. Người ta có list ra một số các vị nổi tiếng trong đất nước Việt Nam sanh năm Hợi. Thì Pháp Hòa nhớ là trong đó có vua Minh Mạng nữa. Và cái người mà một vị mà chúng ta người Việt Nam ai học văn chương là đều biết, đó là ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông sanh năm Tân Hợi 1491. Và ông có rất nhiều bài thơ hay. Và trong đó có một bài thơ Pháp Hòa thuộc hồi nhỏ lắm. Thì cái bài mà Pháp Hòa hay đọc quý vị nghe là bài Thú Nhàn. Tức là cái sống cuộc đời thanh nhàn. Một mai, một cuốc, một cần câu. Thơ thẩn mặc ai vui thú nào. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người tìm chốn lao sao. Và cái bài thơ này á, hai câu này được trích ra hai câu trong cái bài thơ tám chữ tám câu, mà trong đó câu hai, câu thứ ba và câu thứ tư của đầu bài thơ là đã được trích ra để viết thành những cái thư pháp. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao, hay là người đến chốn lao sao. Thật ra ví dụ như người ta nhìn mình, ta nói trời ơi mùng 1 Tết mà ăn chay. Dạ không sao. Mùng 1 Tết mình ăn chay. Và vì ngày hôm đó là cái ngày đầu năm mới, thì chúng ta hãy bắt đầu cái tâm niệm của chúng ta trong ngày mới đó, trong năm mới đó, bằng một cái tâm niệm thiện lành là chúng ta ăn chay. Tại vì thường người quan điểm là Tết là phải ăn chơi. Thì hễ tới ta ăn uống thì người ta nghĩ đến phải giết con gì, làm món gì. Còn người ngày hôm đó chúng ta ăn chay. Cho nên ông bà Việt Nam chúng ta, và có nhiều người kỹ cúng ông bà, đón ông bà ngày 30 Tết cúng mâm chay. Sáng mùng 1 cúng mâm chay. Rồi mùng 2 thì tùy, có nhà cúng nhà không. Nhưng mà nhất định ngày mùng 3 là phải cúng. Tại sao? Vì ngày đó là ngày gì? Tiễn ông bà. 30 rước ông bà. Không? Rồi ngày 30 rước ông bà bằng mâm cơm chay. Sáng mùng 1 đãi ông bà ăn chay đầu năm mới. Rồi mùng 3 là 3 ngày sau 3 ngày Tết rồi tiễn ông bà. Như vậy thì quý vị thấy bữa nay là mùng 5, chắc nhà nào cũng dư mấy mâm rồi đó. Tại vì bài nào cũng cúng mâm mà ăn đâu kịp. Dư mấy mâm. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Hạ tắm bờ, gì xuân tắm bờ ao, hồ sen, hạ tắm ao. Mùa xuân mình tắm ao sen, mà mùa hè mình tắm ao hồ. Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Có rượu thì cứ vui. Nhưng mà đó là một trong những cái bài thơ mà nói lên được cái cảnh cái người sống thanh nhàn, không có bị vướng bận. Tại vì trong chúng ta đó, ai cũng phải có cái vướng. Cái vướng gọi là chấp. Nhà Phật gọi là chấp. Còn mà cái mà chúng ta giữ cái đó gọi là gì? Gọi là thủ. Thí dụ như bây giờ mình hồi xưa mình thanh nhàn lắm. Cái bữa đó cái mình tình cờ mình quen cái người đó. Mình để lòng mình thương cái người đó cũng thương mình. Dính rồi. Rồi từ khi mình dính người đó cái bắt đầu mình muốn giữ người đó. Hồi xưa người đó tự do, muốn ngó ai ngó. Mình cũng tự do, muốn dòm ai dòm. Bây giờ mình dính cái người đó cái mình bắt người đó dòm mình thôi. Chỉ biết số phone của mình thôi. Mà thậm chí rảnh rỗi cho mình thôi. Mà nửa đêm nửa hôm mình online, mình thấy người đó cũng online, mà sao không phải online với mình là bắt đầu là mình hơi mệt với mình rồi đó.
Bây giờ thì điều tra người yêu của bộ dễ hơn. Hồi xưa thì hơi khó. Hồi đó chưa có iPhone. Bây giờ mà nửa đêm mình ngủ dậy, giật mình dậy, mình bấm cái iPhone, mình check coi coi người đó có đang online không. Và thấy người đó đang online mà sao không phải online với mình. Là bắt đầu, mình bắt đầu từ đó mình suy diễn, mình nghi ngờ. Thì vậy cho nên đó là trong cuộc sống của chúng ta, cái chuyện mà chúng ta dính mắc là cái chuyện không thể tránh. Vì cuộc sống mà mình ví dụ mình có cái nhà, mình phải lo cái nhà chứ. Mình có cái quán, mình phải lo cái quán. Mình có cái gì, mình phải lo cái đó. Nhưng mà có đôi lúc chúng ta phải biết cái tảng đá đó đó, lúc nào chúng ta nhấc nó lên, khi nào chúng ta để nó xuống. Và thậm chí có lúc nào chúng ta cần vứt cái tảng đá đó đi, vì nó không còn giúp ích gì được cho mình nữa. Chữ vứt đây không có nghĩa là mình bội phản nó, nhưng mà bởi vì nó hiện nay trở nên một cái gì đó không cần thiết nữa. Vừa rồi trong cái khóa tu mùa đông á, mấy em nhỏ nó lên chánh điện nó sinh hoạt, và cả đông lắm. Năm nay khóa tu mùa đông cũng hơn 100 em. Thì nó lên nó sinh hoạt mới ngày đầu à, mới họp chúng rồi chia ca rồi chia nhóm đồ xong, nó giỡn giỡn làm sao làm nó đã đẩy nguyên một cái bình sứ cổ ở trên chánh điện theo ông bà luôn. Thì Pháp Hòa đang ở dưới này dọn dẹp bàn ăn cho tụi nó, rồi cái thì để cái bình đó, rồi cái lo hốt đem đổ mà không có ai báo cáo gì với mình hết trơn. Thì có con bé nó đi xuống nó thăm má đó, rồi má nó đang phụ Pháp Hòa đã dọn bàn, nó nói má đó, nói trên chánh điện nó bể bình bông rồi vậy đó. Nói má đó mà mình không mình được nghe. Trời đất ơi, Pháp Hòa tức tốc chạy lên chánh điện. Khi lên tới chánh điện là hiện trường đã được thu dọn. Và tan chứng vật chứng đang đưa ra khỏi cửa đi chôn. Trời, Pháp Hòa mới ngoắc vô, kêu vô hết. Thì Pháp Hòa mới rầy mấy em mà lo cái khóa tu. Trong đó có mấy thầy trẻ nói là thầy không tiếc cái bình. Lẽ ra một sự việc lớn như vậy đó phải để yên đó. Rồi mời thầy lên, rồi bắt mấy đứa phải chịu trách nhiệm bằng cách là nó phải thấy được cái lỗi của nó. Rồi mình nhân cái cơ hội đó đó, mình mới nói nhiều hơn về vấn đề mà behave, luật lệ rồi đó. Đó, rõ ràng. Chứ còn bây giờ vừa bể xong không nói gì hết, nhẹ nhàng dọn cái đó thì cũng không sao. Nhưng mà nó cái bể đó nó không mang được một cái bài học. Bây giờ một vật nó đã đi rồi thì phải được một cái gì nó phải được thể hiện lên để cho người khác học một bài học. Chơi có nhiều khi á, cái đó nó chỉ là một cái chuyện rất nhỏ, nhưng mà nếu như chúng ta biết sử dụng nó đúng lúc, trước khi nó trở thành phế thải, nó trở nên bài học rất lớn cho người khác. Thì cái đó đó, nó đòi hỏi chúng ta cái sự quán chiếu, tu tập. Cho nhiều khi trong cuộc đời mình một cái đau thương nó xảy đến đó, chưa chắc đã là dở, bởi vì nó là bài học lớn cho cuộc đời mình. Ở trên đấy mình tin, vừa rồi có một chú Phật tử, chú qua đây thăm người con trai, mà hai vợ chồng lần đầu tiên sang Canada thăm người con. Sau mấy năm đứa con nó ra ngoài này nó sinh sống, thì phát đồ hết rồi, ngày mai này là ra phi trường về lại Việt Nam ăn Tết. Chiều hôm nay đứng tim chết, thì thứ năm tới này mới làm lễ hỏa táng rồi. Thì nghĩa là cái chuyện đó nó đến, nó xảy ra không có bao giờ có một cái gì gọi là chuẩn bị trước hết. Thì đứa con nó mới nói, và nó nói là con chuẩn bị cho ba con, mẹ con về Việt Nam ăn Tết. Con đâu có chuẩn bị để đưa ba con về Việt Nam bằng một cái hũ cốt đâu.
Thì quý vị mới thấy là bây giờ đạo hữu đó đó, ông mất rồi. Chỉ trong vòng mấy ngày nữa thôi thì cuộc đời ông nó chỉ thu gọn lại trong một cái hũ cốt. Nhưng mà Pháp Hòa nói ra như vậy, rồi tất cả chúng ta nghe câu chuyện này thì tự nhiên nó đánh thức mình. Nó đánh thức tất cả chúng ta ngồi đây, hay là những người xa hơn nữa. Cuộc đời nó có thể xảy đến với mình như vậy đó. Người thân mình có thể đi trong bất cứ lúc nào. Rồi người thứ hai, một đạo hữu mới kể Pháp Hòa nghe. Ông có một người bạn rất thân, rất thân, coi như anh em ruột vậy đó. Thì ông này ông mất rồi, cũng đúng ngay 30 Tết. Là bà vợ nấu chè múc đi cúng, mà chưa kịp múc lên cúng đón giao thừa nữa, quay ra là ông đi rồi. Từ khi ông mất, người bạn bên này vẫn liên lạc với đứa con trai ông, mỗi năm gửi về quà cho nó nhân cái dịp cuối năm, để cho giúp đỡ cho nó, giống như một tiền ít lì xì cho nó đầu năm. Năm nay ông cũng giữ cái lệ như vậy, suốt bao nhiêu năm nay vậy, ông giữ cái lệ đó. Tự nhiên từ hôm cả tuần lễ nay gần Tết phone hoài thằng nhỏ không được. Cuối cùng ông tìm, ông phone vòng vòng, ông tìm được số phone của người mẹ của cái em trai đó. Thì gọi thăm được bà già, thì bà già bắt phone là đang chuẩn bị đưa đứa con ra đi an táng. Đứa nhỏ đó nó chết rồi. Mà cái ngày mà kiếm được số phone của mẹ em đó đó, để mà hỏi coi nó có sao không, mà mỗi lần tôi phone là nó bắt liền, mà bữa nay tôi phone cả tuần lễ nay nó không bắt. Thì bà già mới báo cho cái chợ đạo chú này biết là con trai tôi nó chết rồi. Và tôi trả lời anh đây chứ, đang chuẩn bị đưa nó ra khỏi nhà để đi an táng đây. 23 Tết. Người cha cách đây mấy năm trước mất ngay ngày 30 Tết. Vậy thì thưa đại chúng, là trong chúng ta đá lớn, đá nhỏ, hàng sỏi gì ai cũng có hết trơn á. Có những người ngồi đây có vài viên sỏi trong lòng, có những người vài cục đá, có những người vài tảng đá, nhưng mà cái nào đâu cũng nặng hết á. Có nặng, có cái thì nó nặng túi, không có túi trên thì túi quần jean, lại có những cái đè lên ngực. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái lực, lực là gì? Lực tức là cái sức mạnh để chúng ta thấy được cái đó cần để lên, nhưng mà đến một lúc nào đó mình phải đặt nó xuống. Ví dụ như bây giờ mình lo cho con mình khi nó 18 tuổi, hay là thậm chí có những đứa nó mới có 17 tuổi thôi là bắt đầu nó đổi tánh. Bây giờ bắt đầu nó hỗn hào, nó không còn nghe lời mình nữa, mình nói tới nó là nó dùng dằn, nó đủ kiểu hết. Có cái điều là nó vẫn đi học, nhưng mà nó không thích ai nói tới nó. Thôi thì bây giờ mình hãy đặt cái tảng đá đó xuống được. Bây giờ mình suy nghĩ là nó vẫn còn đi học được, nó vẫn còn thích đi học. Có cái điều là bây giờ nó không muốn mình xen vào cái cuộc sống của nó như ngày trước, nó là một đứa nhỏ nữa. Rồi bây giờ không lẽ mình đau khổ vậy hoài sao? Thì mình phải đủ cái lực để cái cục đá đó xuống, để mình nhìn một cái khác, để chúng ta nhẹ lòng. Và thậm chí trong cuộc đời này đủ thứ hết. Ví dụ bây giờ mình đang khỏe đây, như hôm bữa Tết đây Pháp Hòa đi thăm một bác Phật tử, bây giờ phát hiện ra bệnh nặng lắm, rồi phải đi mổ. Thì khi mà đi mổ thì cơ thể nó đâu có phải toàn vẹn như ngày xưa nữa. Thì Pháp Hòa có nói vậy, Pháp Hòa nói bác ơi, với cái tuổi của bác năm nay là 80 mấy rồi, tuy sức khỏe mình có giảm, thân thể mình có khiếm khuyết do cái kỳ mổ này, có thể một lá thận hay cái gì trong cơ thể mình nó khiếm khuyết, nhưng so lại với nhiều người khác, mình được như vậy là đỡ lắm rồi. Thì tự nhiên mình nhẹ được cái cục đá đó xuống. Hồi đó mình khiêng cục đá, trời ơi, tại sao tôi phải bị này, tại sao bây giờ tôi khiếm khuyết cái này cái kia.
Cho nhiều khi cái bệnh đó, mình phải mất đi một ngón tay, mình mất đi một con mắt. Nhưng mà những cái đó đó, mình phải nhìn lại là nếu mình ôm cái đó hoài thì nó là tảng đá. Nhưng mình sẽ đủ cái lực là buông cục đá đó xuống. Ít nhất bây giờ mình cũng còn được như vậy. Giờ hai con mắt nhìn cũng giống nhau mà bớt điên con. Nhìn cũng giống nhau. Con mắt bên này nó còn tốt thì nó vẫn nhìn khắp được. Nhưng mà con mắt đó nó không làm ảnh hưởng đến toàn thể sức khỏe của mình. Nếu mình giữ con mắt hư đó. Cho nên nếu mà nói cho đúng ra thì trong chúng ta ngồi đây, người nào mà không có đá, có sỏi, người thì ít, nhiều thôi. Có nhiều người á, không có phải gì dính dáng gì tới mình, tại mình thấy nó dễ thương, đẹp đẹp, lụm mở túi chơi vậy. Rồi tự nặng nề cái túi chơi vậy, nghĩa là buồn ké với người ta, nó đâu có liên quan gì tôi. Tôi thấy nó tôi bực vậy. Có phải là mình tự đi lấy đá bỏ trong túi không? Có, cũng có. Rồi bây giờ á, trong nhà Phật có hai cái từ. Một là chấp, hai là thủ. Chấp nghĩa là mình dính vào đó. Thủ là mình giữ nó. Có nhiều người mình muốn ôm bắt cái đó, mình muốn giữ cái đó, mà hãy giữ cái đó thì mình khổ. Chấp nhiều, khổ nhiều. Dính nhiều, khổ nhiều. Dính ít, khổ ít. Không dính thì cũng khổ. Cho nên ở đây cái vấn đề không phải là chúng ta không dính, nhưng mà chúng ta biết lúc nào buông cái đó xuống. Và thậm chí ví dụ giờ mình lo phải không? Nhưng mà bây giờ tối rồi, tới giờ ngủ rồi, đâu có lo được nữa, thôi để nó xuống đi. Giống như quý vị biết, mình có quan niệm nấu bánh tét là phải nấu 8 tiếng. À, ví dụ bây giờ mình mở lửa mình nấu bánh tét được 3 tiếng rồi. Bây giờ có một công việc rất là gấp, mình cần phải đi cái không dám tắt lửa. Tại vì nói làm vậy là bánh tét sẽ bị hư. Bây giờ mình nói ví dụ bây giờ mình đặt một câu chuyện là bây giờ người đứa nhỏ cháu mình nó bị té đằng trường học á. Nó cần mình tới đó để mà chở nó đi bệnh viện băng bó với cái nồi bánh tét thấy nào hơn. Thì thôi bây giờ buộc lòng thà hư bánh tét cũng được, phải lo đứa cháu trước chứ. Cái nào cũng hai cú đá rồi. Giờ hễ mà hư bánh tét là Tết này không có bánh tét ăn. Nhưng mà hễ mà đứa cháu đó mà nó bị té ở trong trường mà không lo cho nó là mình cũng có bánh tét, mà bánh tét chân mây. Thế là phải tắt lửa. Nhưng mà không ngờ, không ngờ rằng á, vô tình tắt lửa bánh tét lại ngon hơn bình thường. Tại sao? Tại vì đó là một cái nghệ thuật nấu bánh tét. Khi mình nấu bánh tét xong, lửa nó, nước nó sôi lên rồi, mình vẫn giữ lửa như vậy khoảng 1 tiếng 2 tiếng. Tắt lửa đi. Tắt lửa như vậy để cho nó khoảng 4-5 tiếng sau. Để làm chi? Để cho cái nước nóng của cái nồi bánh tét nó làm nở hột nếp. Sau đó mình nấu trở lại. Thứ nhất bánh tét mau mềm. Thứ hai để lại nếp nó không có cứng, vì nó được cơ hội nó nở. Còn mình dặn lửa suốt ào ào 8 tiếng, nó chỉ dồn ép bánh tét nở. Trong lúc mình cầm bánh tét lên mình thấy mềm, nhưng thật sự cái ngồi nếp á, nó không được cơ hội nó nở ra. Quý vị hiểu và nói không? Thế nên nhiều khi trong cuộc sống mình cứ nghĩ là phải như vậy mới là đúng. Không chắc. Không chắc. Biết đâu chừng anh dựng nó lại, có thể nó sẽ có cái hay hơn không? Cũng giống như là mình ăn, hồi nãy mình ăn nấu một cái nồi lẩu mình ăn đi. Khi mình thấy nó sôi rồi á, thì tự động mình phải làm cái gì? Hạ lửa, nếu mà mọi người đây đang trong khi ăn và không cần thiết nữa. Để lửa như vậy, nước nó sắc xuống. Một lát rất là mặn. Và rau cải trong đó nó mềm, mất ngon. Rồi có những cái á, mình đừng nghĩ rằng nó phải như vậy mới là đúng. Có những cái biết đâu chừng trong cái accident mình dừng lại vậy mà nó có những cái hay của nó. Thì Pháp Hòa nói vòng vòng vậy là tại vì Pháp Hòa muốn giới thiệu bài kinh. Bài kinh này là có cái tên là Mạt La Vương.
Nhưng mà Pháp Hòa thì không có dùng cái tựa của bài kinh này. Bởi vì đây là cái bài kinh mà Đức Phật nói ở một cái thành, một cái nước, à, nói ở nước Xá Vệ với một ông vua tên là Mạt La. Chữ vương đó là vua đó, Mạt La Vương là vua Mạt La. Nhưng mà nó liên hệ tới một tảng đá. Bình thường trong kinh nói vậy thôi, nhưng mà nếu mình suy nghĩ cái bài kinh thì mình tìm ra được cái đạo lý để mình học tu sống. Có những cái nó rất là hay. Hồi nào giờ mình cứ theo bài bản mình làm vậy mà tự nhiên bữa đó tình cờ mình phải dừng lại cái chuyện đó. Vậy mà mình phát hiện ra, à, nếu mình dừng lại cái này thì việc này nó sẽ hay hơn. Và cuộc sống này nó trở nên màu nhiệm. Cuộc sống này trở nên màu nhiệm và có những bài học quý giá vô cùng. Và có những người, người ta đã cống hiến được cho đời này những bài học, những cái giá trị do đâu? Từ cái kinh nghiệm của cuộc sống thôi. Từ kinh nghiệm cuộc sống. Có những người, người ta nói ra được những câu mình nghe rất hay. Đâu phải là do trong trường lớp nào dạy được những cái đó. Do đâu? Do sự tư duy, quán chiếu. Và các vị đã sống thật với cuộc đời này. Từ đó người ta đã phát hiện ra những cái huyền bí, những cái mầu nhiệm trong cuộc đời này. Và người ta nói lại được những câu danh ngôn, những câu nói bất hủ để cho chúng ta học hỏi. Giống như vừa rồi Pháp Hòa mới nói, cuộc đời này ai cũng muốn nhẹ hết, cho nên lúc nào cũng nó nhẹ. Nhưng mà đâu có ai biết rằng trong chữ nhẹ nó có dấu nặng đâu. Vậy thì chữ nhẹ đó nó vẫn còn vướng một dấu nặng. Thì chắc gì cuộc đời này hoàn toàn nhẹ không? Cho nên đừng bắt gì phải hoàn toàn đó. Trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng. Trong chữ xấu vẫn có dấu sắc. Vì trong xấu đó, trong cái chữ, trong cái xấu đó nó vẫn có cái sắc gì đó, là cái nét đẹp nào đó mà chúng ta không thấy thôi. Nhiều thứ học hỏi mình càng thì mình thấy rằng người ta, cuộc đời này có quá nhiều người, người ta cái tuệ giác người ta ghê gớm. Bởi vậy mà mình mới hiểu ra càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình dở là đúng. Không thấy mình dở không phải để mình lùi, mà thấy mình thấy dở để làm gì? Để tu cho giỏi. Đừng có nghĩ rằng mình giỏi. Càng học càng thấy mình ngu là bởi vì cái học của mình nó quá chừng. Nhưng mà so với cái mênh mông hiểu biết của thế gian này, bây giờ cái học của mình gom được nhiều. Nhiều thôi, mà trong cái đó cái trí tuệ của con người nó cả cái bầu cái thế giới này. Mà mỗi người chỉ cần đóng góp một cái trí tuệ thôi. Đâu phải chỉ phương Đông không đâu, rồi trí tuệ phương, những người phương Tây họ có những cái trí tuệ. Rồi bây giờ đâu phải người xưa không đâu, rồi ngay cả thời nay. Cho bây giờ nó chỉ có những cuốn là trí tuệ người xưa, có trí tuệ thời người nay nữa. Người nay nó có những cái trí tuệ của nó dựa theo những cái technology bây giờ mà nó phát minh ra được những câu nói lớn. Còn người xưa người ta sống bằng kinh nghiệm, người ta sống bằng vũ trụ, thế gian, từ cái kinh nghiệm sống mà người ta nói ra được những câu nói đó. Thì cái bài kinh này á, Đức Phật nói ở nước Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ có một vị quốc vương tên là Mạt La. Nước ấy có đất đai màu mỡ, nhân dân mạnh mẽ. Trong nước lại có một tảng đá vuông vức, chu vi chừng vài mươi dặm, nằm ngay đường vua đi. Có một tảng đá to. Lúc bấy giờ các quần thần cùng nhau bàn tính để khải thỉnh vua dời tảng đá. Sau khi bàn tính xong, vua bèn ra lệnh chọn 9 ức người trong nước, sai họ đào dời tảng đá đi nơi khác. Một cái tảng đá dài mấy chục dặm, thôi bây giờ mình nói là mấy chục mét á, à xin lỗi, mấy chục cây số đó, mà cho 90 ức người dời cái tảng đào để mà dời đi. Công việc ấy trải qua một thời gian rất dài,
Nhân dân tuy mệt nhọc kiệt sức nhưng vẫn không động đậy được tảng đá. Phật nghĩ rằng những người này thật là dại, tự cần khổ mà đá vẫn không hề bị lay chuyển. Ngài bèn gọi A Nan và bảo rằng: Ta cùng với ngươi nên đến nơi ấy. Bấy giờ như khoảng khải móng tay, liền được đến nước ấy. Phật làm Sa Môn đắp y phục, đứng ở bên tảng đá, bảo người dân rằng: vì cớ gì mà các người phải dời tảng đá này đi? Lúc đầu thì không ai trả lời. Đức Phật hỏi như thế đến 3 lần. Người dân nóng giận nói: chúng tôi đào tảng đá này cần khổ trải qua rất nhiều năm tháng, vậy ông là người gì mà lại đến hỏi chúng tôi? Cái này nó cũng xảy ra nhiều lắm. Có nhiều khi mình thấy người ta đang tới, người ta làm hì hục vậy, mình lại mình hỏi, người ta ghét tâm trạng trả lời. Rồi nói: chúng tôi ở đây làm mệt muốn chết, phụ không phụ mà ở đó hỏi tới hỏi lui mệt à. Có không? Thỉnh thoảng mình... thôi đừng nói chi tảng đá tảng gì ha, mấy người mà trong bếp là dễ gặp cảnh này lắm. Có nhiều người khi mình làm của mình cũng làm anh hùng lắm. Chị có gì cho em phụ không, sang tay vô thôi xác giùm tôi này. Dạ có gì khác cho em làm không? Em không biết xác. Em sợ nước tay. Em mới làm móng. Thì có nhiều người, người ta trong cuộc sống cũng vậy đó. Có nhiều khi mình đến mình hỏi đó, người ta bực, người ta không thèm trả lời, hoặc là đôi lúc người ta nói lại một câu: tụi tôi làm ở đây mệt muốn chết, không phụ được thì tránh qua bên, tới hỏi lui hoài mệt. Thì những cái người này họ cũng nói Phật vậy đó: tụi tôi làm đào cục đá này bao nhiêu năm trời, rất nặng như thế này mà còn dời đi không được. Có nhiều vị mới nói: trời ơi, cái cô đó cô buồn bao nhiêu năm tháng đó. Mình nói: thôi để đó tôi. Thì người kia nói gì: chị làm vậy, anh làm nhanh hay lắm vậy đó. Đây nè, tôi nè, học Phật Pháp một bụng, hôm nay tôi thuyết quá trời thuyết, bà còn không nghe nữa. Nhưng mà nhiều khi mình thuyết Pháp nhiều, người ta nghe không được. Mà chỉ cần một người nào đó tới ngồi chơi, an ủi, biết đâu chừng người ta nhẹ lòng. Tại vì nhiều khi á, giống như có một lần đó đi đến giảng á, thì có cái chú Phật tử đó, chú mới nói với Hòa, chú nói: thầy, 2 giờ chồng cái anh này nè, tội lắm, có người con mới mất, mà con khuyên anh chỉ hoài à, mà anh chỉ nghe, buồn hoài à, con nói nào là vô thường nè, con nói Phật Pháp rồi. Hòa mới nói: chú nói Phật Pháp mà không linh, Pháp Hòa nói nó còn linh, không linh dữ nữa. Pháp Hòa mới nói: thật sự hai ông bà đây á, không phải là không hiểu những gì mình nói đâu, các vị hiểu hết á. Nhưng cái vấn đề ở đây không phải các vị cần nghe giáo lý nữa. Cái gì quý vị đây đang cần là gì? Cần thời gian để tiêu hóa cái khổ đau này. Thì nghe vừa xong thì cái ông chồng mới say qua, ông nói: ông thầy này nói được nè. Tại vì sao? Tại vì thật sự đó, người ta cũng biết hết rồi, người ta vẫn biết cuộc đời là ngắn ngủi, là vô thường, ai biết điều đó. Nhưng mà cái quan trọng là các anh có hiểu tôi không? Các anh có hiểu rằng mình hiểu đạo lý là một vậy, nhưng mà thực tế nó đâu phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Kim chích tới người nào thì người đó mới hiểu được cái đau, chứ còn bây giờ các anh ngồi nói kim chích đau lắm, ai biết. Nhưng mà tôi, cái quan trọng là anh, mấy anh nói gì nói, mấy anh phải là đương sự. Các chị có nói gì nói, các chị cũng không phải là đương sự. Tôi là đương sự ở trong cuộc này. Cái khổ đau của tôi biết. Tôi hụt hẫng như thế nào, tôi đau khổ như thế nào. Ai có khuyên, cái điều đó tốt thôi. Nhưng mà mình đừng expect, mình đừng có nghĩ rằng mình khuyên cái là người đó phải vui liền. Tại vì những gì chúng ta nói mới lý thuyết thôi. Còn cái thực hành là chính mỗi người. Cho nên biểu Pháp Hòa khuyên, Pháp Hòa đâu khuyên nữa. Pháp Hòa nói không. Tại vì nếu như mà khuyên nữa nó thành thừa, mà thậm chí người ta không muốn nghe nữa. Tại vì từ người nào tới cũng nói con câu là: thôi anh đừng buồn, chị đừng buồn,
cháu nó đi khỏe cho nó. Thí dụ vậy. Nhưng mà thật sự mình mới là cái người ở trong cuộc. Cho nên Pháp Hòa mới nói thời gian thôi. Bây giờ các vị đừng có nói gì hết á. Các vị chỉ cần thông cảm, an ủi cô chú bằng cái tâm thông cảm của mình, và để cho thời gian giúp cho cô chú được lắng xuống. Thì ông nghe xong ông say qua, ông nói ông thầy này nói được á. Tại vì nếu mà ông ngọn thuyết pháp nữa, nể ông là tôi nín. Chứ còn nếu mà không để tôi say qua, tôi hỏi ông bị chưa mà ông khuyên. Ví dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống á, có nhiều khi chúng ta cũng sẽ phải gặp những cái chuyện đó. Nhưng mà nếu vậy đó, đừng buồn, đừng có giận. Nói trời, người gì kỳ à, tôi tới tôi khuyên không chịu thôi, chứ mắc gì nạt nộ tôi. Cũng phải thông cảm. Cũng phải thông cảm là khi mà một con người, người ta đã quá nhiều. Cho nên ví dụ như cái người mà ta lăn xăng ở trong bếp, người ta làm việc á, thật sự ra chính bản thân vị đó sẽ được khuyên là phải học ái ngữ, học nghĩa là nhu hòa, nhu duyến. Nhưng mà ở một mặt khác, chúng ta cần rải lòng, trải lòng và thông cảm. Nếu người ta đang quá bận rộn một cái việc chính của người ta, mình cứ sớ rớ cái em bên mà hỏi chị có gì cho em phụ không, thì người ta sẽ quạt lên, thế trời công việc thiếu gì phụ được, cái gì phụ đi, cứ hỏi hoài. Thì bắt đầu là người ta mình lại buồn cái người đó. Thì ở đây á, chính vì đó cũng phải tu học cái cách, rồi chính mình là cái người hay hơn, vì mình là cái người sớ rớ. Vô hỏi mà hỏi không đúng lúc, hỏi không đúng thì người ta quạt mình thôi. Thôi thì đừng có buồn cái chuyện đó, mà chúng ta phải thông cảm. Chính Đức Phật còn bị. Nhưng mà đúng rồi, tụi tôi đây 90 ức người mà giờ tảng đá không được, ông ở đâu tới mà thậm chí giờ ông nói chảnh ra để đó ta. Thì người ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Ông nghĩ ông là gì? Thì khi Đức Phật hỏi vậy thì không ai trả lời hết. Đến lần thứ ba, người đó mới nóng giận lên, dân chúng mới nóng giận và nói rằng chúng tôi đào tảng đá này cần khổ trải qua rất nhiều năm tháng. Vậy ông là người gì mà lại đến đây hỏi chúng tôi? Thế là mọi người đều bỏ đi. Phật liền dùng ngón chân đẩy tảng đá ra. Ngài lấy tay cầm tảng đá ném lên hư không, rồi lại dùng tay cầm đá đứng ở dưới đất. Phật bèn phóng ánh sáng hiện ra tướng tốt. Cả thải 9 ức người thấy oai thần của Phật, ai nấy đều kinh sợ. Họ cùng nhau cúi đầu và nói: chúng con thật ngu si, không rõ được đâu là chân ngụy, Ngài là thiên thần gì. Bây giờ khi mà họ nói xong rồi, họ bỏ ra đi hết, thì Phật chỉ cần lấy ngón chân đẩy một cái thôi thì tảng đá đó dời lên. Và lúc đó Phật lấy ngón chân hất cái tảng đá đó lên, thì sau đó Ngài lấy cái tay Ngài cầm ở tảng đá lên, thì các vị này hoảng hồn hết. Đừng tưởng thiệt nha. Để về mới chơi á. Em coi phim Tàu hơi nhiều quá. Thật sự ra đó thì cái đó là một cái biểu tượng. Cái tảng đá ở đây á, chúng ta cũng cần được hiểu là những cái trở ngại trong cuộc sống của mình. Tại vì trong kinh nói là có một tảng đá cản đường ông vua. Trên đường của chúng ta đó, thật sự ngồi đây ai cũng là một ông vua của chính mình. Mình là một ông vua mà. Hay là nói bây giờ nói bình thường đi, cuộc sống của chúng ta ai cũng có những cái trở ngại. Nhưng mà thưa đại chúng, cái gì mà nó ở trước mắt mình bằng hiện vật, cái đó mới chỉ là trở ngại thôi. Hay là cái đó là chướng ngại, chứ nó chưa phải là chướng nạn. Hai cái nó khác. Cái gì bên ngoài nó cản mình gọi là chướng ngại. Cái gì mà nó để trong lòng mình không buông bỏ ra được, nó là chướng nạn. Bởi vì cái gì nó trở ngại bên ngoài mình lấy tay mình dời được. Nhưng mà có những cái nó ở trong lòng, và chỉ có mình mới là cái người dời nó được thôi. Cái đó là chướng gì? Chướng nạn. Hai chữ quý vị nhớ ha.
Chướng ngại là vật bên ngoài, chướng nạn là cái bên trong. Ví dụ như á, cái người mình không ưa đó, mình gặp họ là mình bực á. Họ là cái gì? Chướng gì? Họ là chướng ngại thôi, mình quẹo đi chỗ khác được. Nhưng mà về nhà rồi, ngồi ăn với cháu, mà hãy nhắc cái tên người đó, tự nhiên người đó đâu xuất hiện ngay bữa ăn của mình. Đừng có nhắc tới con đó nghe. Bắt đầu mắt mình trợn lên, tay chân mình co lên, thì cái người đó là gì của mình? Chướng nạn. Nó họ có mặt ở trước mặt mình đâu, đến quẹo đâu nữa. Thì cái gì mà trước mặt mình nó chỉ mới là chướng ngại thôi. Vậy thì chướng ngại khổ hay chướng nạn khổ? Chướng nạn mới khổ, vì nó là ở trong lòng của mình. Rồi thì bây giờ á, nhiều khi mình nói anh tôi thấy anh buồn quá, anh tâm sự với tôi đi, chuyện gì tôi cũng giải quyết được cho anh hết á. Thôi anh không có giải quyết được gì tôi đâu, chuyện này có mình tôi biết, tôi khổ lắm, tôi nói không được đâu. Anh cứ nói đi, tôi giải quyết hết. Nhiều khi chưa chắc gì mình dời được cái tảng đá của họ nữa, tại vì có những niềm riêng lòng không muốn nói. Về nghe lại cái bài Riêng Một Góc Trời. Về nghe lại cái bài Đời Đá Vàng. Tại vì ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, ta tìm một chữ yêu tới toàn là sầu đau. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có quặng mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Đời đá vàng mà. Đời đá vàng. Em đang quảng cáo nhạc. Cho nên nhiều khi cái đó đó, bao nhiêu người tới không làm được cho mình. Chính ức người không dời được tảng đá, chỉ có Phật. Lấy ngón chân đẩy tảng đá ra. Chẳng những như vậy mà còn quăng tảng đá nó lên, lấy một tay hứng được tảng đá đó. Quý vị biết có một hôm á, Pháp Hòa đọc cái bài kinh này nè, thì trong đầu Pháp Hòa nó nhớ lại một cuốn truyện, truyện của Đức Phật. Pháp Hòa đọc hồi nhỏ có kể câu chuyện này, mà hồi đó không có nói là trích trong kinh nào, chỉ kể là một hôm Phật đi ngang tới cái chỗ đó, rồi gặp một số người đang dời tảng đá đó, rồi Phật mới lấy chân Phật hất tảng đá, Phật đứng mỏ vẽ cái hình đang qua. Mà trong đầu Pháp Hòa cái hình ảnh Đức Phật cầm tảng đá Pháp Hòa vẫn nhớ, trong cái bức vẽ tranh đó, Đức Phật cầm cái tảng đá lên trong cái hình tranh vẽ đó. Vậy mà hồi nhỏ mình đọc thì mình chỉ đọc vậy thôi, nhưng mà mình sau này mình đọc qua cái kinh này mình mới thấy là thì ra cái câu chuyện đó kể là được trích từ trong cái bài kinh này. Nhưng mà nếu như mình không có học Phật sâu sắc thì mình nghĩ là Phật có thần thông. Phật đang giận thần thông, thi thố thần thông bằng cái hình ảnh là lấy ngón chân hất cái cục đá đó. Nhưng mà với cái sự tu tập thiền quán về những cái thâm sâu của bài kinh, thì chúng ta thấy bài kinh này rất là thực tế. Cho nên các vị này mới hỏi nè, chúng con thật ngu si không rõ đâu là chân ngụy, ngài là thiên thần gì, ông là thần thánh là phương nào. Quý vị biết Đức Phật nói là sao? Ta là Phật. Phật là gì? Phật là giác ngộ. Vậy thì chỉ có người giác ngộ tỉnh thức mới làm gì? Mới dời được cái tảng đá đó. Người mê cái gì cũng khổ hết. Người giác ít khổ ít, người giác nhiều khổ nhiều. Hết khổ. Bởi vì nó đừng có cho ăn nhiều. Chiều rồi mà cứ ép ăn hoài em nó lộ. Mình giác ngộ ít, mình bớt khổ ít. Mình giác ngộ nhiều chừng nào mình sẽ giảm khổ nhiều chừng nấy. Và đến khi mình hoàn toàn giác ngộ thì mình hoàn toàn hết khổ đau. Bởi vì nguyên thủy chữ Phật là tỉnh giác.
Mà ngược lại dưới chữ Phật đó là ma. Mà ma nghĩa là gì? Là mê lầm. Chữ ma nghĩa là mê lầm, chữ Phật là tỉnh giác. Vậy thì tại sao Đức Phật không nói tôi là thần thánh gì? Hỏi ông là thần ở đâu tới đây? Hay quá, tôi là Phật. Cho quý vị mới thấy là bây giờ đừng có nói gì trơn á. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo, chưa tu học, chưa hiểu Phật Pháp, mình khổ quá chừng là vì cái gì mình cũng có thể chấp được, cái gì mình cũng có thể ôm ấp và mình trách móc được hết. Nhưng khi bây giờ mình học Phật rồi á, có thể những cái chuyện tày trời nặng nề mình chưa bỏ được, nhưng mà những cái việc lặt vặt mặt của những người xung quanh mình á, bây giờ mình không có buồn phiền họ được, tại vì mình bỏ được những cái nhẹ đó ra. Có thể mình còn giận những cái nặng nề, nhưng mà ngày trước á, là hầu như cái gì cũng gom. Một câu nói, một hành động, một cử chỉ. Ngày hôm qua có em Phật tử, nó phone chúc Tết hôm qua rồi nó kể vậy. Nó nói con nằm trong ban nhạc, rồi con đi đến hơi trễ. Thế thì mấy vị trong đó mới trách con. Mà có một chị thì nói chơi, nói trời ơi chị năn nỉ em đừng có đi tới trễ, ví dụ vậy. Thì cái anh kia mới nói em hát được thì hát, không được thì không được thì bước ra khỏi chỗ này liền, không cần thiết, ví dụ vậy. Nhưng mà thầy biết không, lúc đó sao con bình thản, con nói con vui vẻ bình thường. Thì một lát sau anh ta xin lỗi con. Anh nói là anh xin lỗi là bởi vì anh nóng quá, anh nói cái lời nó không dễ thương. Chị Pháp Hòa mới nói nè, mấy đứa thấy không, nếu mà cái tánh của con thầy biết đó, là con cũng nóng nảy dữ lắm, con nóng lên là con nói cũng nghĩa là bể đầu bể ốc người khác đó. Nhưng mà con thấy con nhịn được một chút vậy đó, con thấy cái hoàn cảnh nó thay đổi một cách màu nhiệm không. Từ đó mình mới thấy đó, cái sự im lặng nhẫn nhục của mình đôi lúc nó hóa giải được rất nhiều. Nó nói hồi nãy nếu mà con nói lại đó là cái ca đoàn này tiêu luôn, coi như mất vui. Nhưng mà con suy nghĩ lại, thứ nhất thật sự con cũng có lỗi một chút là con đi trễ. Thứ hai con nghĩ hôm nay qua Tết rồi, chứ nếu mà còn trong Tết mà nói kiểu đó là con bụp liền á. Cũng còn chút dị đoan ha. Trong 3 ngày Tết không được nói bậy. Bữa nay là mai mùng 4. Nhưng mà thực tế Phố Hoàng kể đây chúng nghe vậy là để chi thấy rằng á, khi mà mình học Phật rồi, dù mình chưa phải là cái người gọi là thấm sâu hiểu đạo một cách triệt để hay tu hành gì nhiều, tuy nhiên khi chúng ta có học, có thực tập là chúng ta đỏ được những cái nhẹ đó. Cho nên rõ ràng học Phật Pháp có kết quả. Và có kết quả hay không là khi việc nó đến và mình hãy để ý lại cái cách ứng xử của chúng ta như thế nào, để chúng ta tự hiểu được là mình đã thấm Phật Pháp tới đâu. Và cái nặng nề thì không dám nói, nhưng mà rõ ràng là những cái lặt vặt xung quanh mình, những lời nói, những cử chỉ nào của ai đó mình có thể buông xả được. Cho hồi trước là không, hồi trước là bất cứ việc gì mình cũng có thể mình khó chịu được, bây giờ nhẹ hơn. Cho nên họ cùng nhau hỏi ngài là thiên thần gì. Phật đáp ta là Phật. Thì rõ ràng mà khi ngài chỉ đáp tôi là Phật, mà Phật là người tính. Chứ ai hỏi đại chúng Phật nghĩa là gì thì chúng ta trả lời Phật là người tỉnh thức, là người giác ngộ. Khi chúng ta tỉnh là không mê. Mà khi chúng ta không mê thì việc gì chúng ta cũng thấy được cái nguyên do của nó, chứ không có cái gì khi không hết. Thí dụ như cái em đó, đâu phải nó tới tự nhiên ta giận lên, ta nói hát không được thì đừng có hát ra khỏi. Nó phải có cái nguyên do là nó thường đi trễ, nó làm trễ cho nãy cho người ta. Người ta phải đôi lúc người ta nhịn một lần hai lần, đôi lúc người ta cũng phải nói lại để cho mình có cái ý thức.
Cho nên có nhiều khi á, mình la đứa con mình nặng lắm á, hoặc mình la người bạn mình nặng, nhưng mình rất ý thức tôi cố tình đó. Nhưng mà cái cố tình này để làm gì? Chẳng qua là để cho người đó tỉnh thức cái việc của họ làm. Rồi có những cái việc mà vô tình chúng ta nói đó, nhưng mà chúng ta vẫn tỉnh thức rồi kịp lúc là chúng ta do một lúc nóng nảy, như cái anh kia, một lúc nóng nảy mà phát ngôn lên. Cho hai người đều tỉnh thức hết. Cái anh, cái em nhỏ thì tỉnh thức rằng mình có cái lý, mình có cái dính dáng vào cái problem, mình đi trễ, cho nên đâu có dẫn ta được. Anh kia ý thức được là mình do nóng mà thốt lời thô. Như vậy thì thưa đại chúng, chữ Phật này á, nó phải được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta mỗi giây phút như vậy. Đừng chờ qua kiếm gốc cây nào đó ngồi 49 ngày sau thành đạo gọi được Phật, mà chúng ta thành Phật ngay trong từng cái giây phút của cuộc sống. Hôm rồi Pháp Hòa đi Toronto dự đám tang của dì của cô Dương đó. Thì cháu của cô phần lớn là không biết nói tiếng Việt, và đa phần là sống thì theo cuộc sống bây giờ. Và thậm chí thật sự gia đình chưa bao giờ trải qua một cái tang lễ, cho nên đâu có gì mà còn phải suy nghĩ. Không ai mà rảnh đâu mà ngồi suy nghĩ cha cuộc đời là vô thường, mai mốt má tôi chết, ba tôi, không ai dám nghĩ nữa. Nhiều khi nghĩ một là nghĩ nó xui, hay là đôi khi cuộc sống nó sung túc, nó đầy đủ quá, đâu nghĩ mấy chuyện đó làm chi. Thì xong cái bữa tụng kinh rồi thì Pháp Hòa chỉ nói một vài câu thôi. Thì trong đó Pháp Hòa chỉ có nhắc nhở là mình dự một cái đám tang để mình thấy được cuộc sống. Cái vấn đề không phải là chúng ta sống ngắn hay sống dài, mà cái vấn đề là chúng ta sống như thế nào mỗi ngày chúng ta sống. Nhiều khi mình chúng ta sống đẹp, sống ngày hai ngày cũng đủ. Thì Pháp Hòa đại khái nói vậy. Thì trong đó có mấy người con á, mà nói vậy chứ lớn tuổi hết rồi, anh nào có vợ có con hết rồi, lên xe mới nói với bà má của mấy anh đó. Nói trời ơi, bữa nay á, nghe thầy đó nói mấy câu à, very make sense. Mà những cái câu đó chưa bao giờ mình nghĩ tới, mà thật sự những câu đó quá đơn giản. Đối với đại chúng mà nào mà nghe Pháp hoài thế, ôi mấy câu này tôi nghe hoài. Nhưng mà thật sự có nhiều khi người ta trong cuộc sống người ta do đi làm, do cuộc sống người ta thấy cái gì cũng đẹp hết á. Đâu bao giờ người ta nghĩ một cái giây phút nào người ta mất mát cái gì đâu. Thì với cái người mà một câu đó, thì bữa nay nghe câu đó thấy quá hay. Chơi ngày xưa Nhan Hồi đó, có 30 tuổi chết à. Đệ tử của ngài Khổng Tử. Nhưng mà tới bây giờ ai cũng nhắc tới Nhan Hồi. Một người học trò. Nhưng mà nhiều khi mình sống thiệt là thọ, thiệt là dài, nhưng mà đời sống mình nó không mang lại lợi ích gì, mà nhắc tới mình là cũng vô số những cái lời để người ta nói. Cho nên người nghe được xong cái câu đó, cái tỉnh, tỉnh thức, ý thức trong cuộc sống. Ngày hôm qua mấy chú làm lễ, mấy thầy nhỏ làm lễ chúc Tết cho Pháp Hòa. Thì sau này gần đây á, khoảng nửa năm trở lại đây, thì Pháp Hòa ít có đi giảng cho người Tây. Những cái lớp thiền ở chùa Pháp Hòa để cho các thầy ra giảng. Thì có một cô người Tây Phương á, cũng nghe thầy Tịnh Tạng giảng. Thì cô mới tới, cô nói với thầy Tịnh Tạng á, cô mới nói là khi tôi nghe thầy giảng đó, tôi tưởng tôi nghe được thầy giảng, mà tôi nghe được thầy, tức là Pháp Hòa đó. When I hear you, I feel that I'm hearing thầy. Thầy Tịnh Tạng giật mình. Thầy Tịnh Tạng giật mình là thầy Tịnh Tạng phát hiện là ô, thì ra mình là sự tiếp nối của thầy. Tại vì ở với thầy bao nhiêu năm nay, những gì thầy giảng, thầy nói mình vô trong đầu mình. Và khi mình bước ra giảng, mình nghĩ mình giảng, nhưng mà thật sự mình đang
nói những cái bài pháp của thầy mà mình đã nghe. Và từ đó các thầy mới nói rằng chúng con hiểu được cái gì gọi là gì? Sự tiếp nối của thầy. Cũng giống như một hôm nào đó, quý vị thấy con mình nó ngồi nói chuyện với bạn đó, mà nó đi lặp lại những cái lời mình dạy nó ngày xưa, mình vui không? Vui. Là vì mình thấy rằng con mình nó đã được hấp thụ những cái điều mình dạy mà xưa nay mình nghĩ nó không hấp thụ. Cho nên mình là người Phật tử, mình nghe pháp từ các thầy, nhưng mà thật sự các thầy là ai? Là những người tiếp nối của Phật. Rồi mình nghe lời quý thầy thì mình cũng phải, mình là tiếp nối của các thầy của Phật tổ. Cho nên chúng ta là người tiếp nối của nhau. Mình là tiếp nối của ông bà. Mình là sự tiếp nối của tổ tiên. Và đại chúng cứ nhớ là bất cứ cái ly phút nào mình tỉnh á, là mình sống được với cái tỉnh, là mình lìa được cái mê. Chữ ma nghĩa là những gì nó làm trở ngại cho mình bị mê lầm thì gọi là ma, chứ không có gì hết. Hôm rồi có một Phật tử chụp cái hình gửi cho Pháp Hòa. Thầy, bữa nay con đã chính thức xin phủi tóc gieo duyên. Thì Pháp Hòa mới email lại: nếu mà cô phủi được tóc từ đây cho đến hết đời cho nó nhẹ nhàng, và cô nhớ là tóc là tượng trưng cho phiền não, một khi mà chúng ta phủi đi cái tóc nghĩa là chúng ta phủi bỏ phiền não. Tại sao các thầy tu phải cạo tóc? Bởi vì tóc là rối, ngủ đêm dậy là nó rối à. Chờ sáng phải chải tóc, không chải coi nó bù xù lắm, trừ trường hợp mình chải lại kiểu bù xù. Bây giờ nó có kiểu tóc bù xù. Đã xì tôm mà phải tém cái xì tôm tém. Nhưng mà hễ còn tóc là phải còn sự vướng bận. Bận gì? Bận đi cắt tóc, bận đi nhuộm tóc. Còn nếu mình không còn tóc thì không cần gì để bận rộn. Nghĩa là còn phiền não là phải xử lý phiền não. Còn khi nào mình bỏ được phiền não thì khỏi cần pháp môn gì để xử lý. Cho nên hễ mà mình, cuộc sống của mình, mình nhiều thứ là mình nhiều xử lý. Để chúng để ý coi. Nếu một người sống mà nhà cửa trống trơn không có gì là khỏi xử lý. Mua tùm lum hết, cuối cùng chật nhà quá, giờ xử lý này sao đây? Xử lý này sao đây? Có phải không? Có nhiều khi Pháp Hòa ngồi và cười khang mình vậy. Trời ơi, cuộc đời mình càng tu càng nhiều thứ xử lý. Đâu phải mình xử lý vật chất không đâu. Bây giờ quý vị biết là đôi khi chợ người ta chở vô cho chùa mấy chục thùng gì đó, mà làm sao mình ăn hết được. Để thì nó chật chùa mà nó thối hư lên nữa. Bắt đầu phải suy nghĩ cách gì? Xử lý. Trời ơi, một lần mà người ta cho chuối đó ha. Hết bánh chuối hấp, tới bánh chuối nướng. Chỉ có điều chưa có kho chuối ăn thôi. Chuối xào dừa, chuối hấp, chuối nướng, rồi cái gì nữa, đủ các thứ, chuối chiên. Thế thấy không? Thành thử ra khi cái gì mình có nhiều là phải xử lý. Mua quá trời rồi bắt đầu làm ra ăn một trận xong rồi phải xử lý thức ăn, phải không? Xong rồi một đống rác, phải xử lý rác. Mà rác nhiều quá, cái ngày nó đi đổ quy định một tuần một ngày không đủ, phải phone lên trên sở rác yêu cầu họ xuống extra lift, mà mỗi một lần đổ extra là phải trả tiền. Rồi phải đứng canh, họ chạy tới là mình phải chạy ra để mình giải quyết xử lý hết đống rác của mình. Cho nên ngày nào cũng có chuyện để xử lý hết. Và chính chúng ta phải xử lý bản thân mình.
Cho nên tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Còn cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ á, đây nè, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ nè, ôi mà ráng lắm vài chục năm nữa thôi, mình có hết độ mình nổi rồi. Lúc đó chống gậy thôi, mà lúc đó mấy cụ này là đâu nghe nổi nữa. Chúng sanh vô, chúng sanh bên ngoài này limit, limit cuộc sống, hạn, có một cái quy hạn. Còn tự tánh chúng sanh vô hạn, độ hoài độ không hết. Một đứa cháu nó phiền não một đứa cháu, hai đứa cháu phiền não hai đứa cháu, có ba thằng con mà hai thằng có vợ, thằng chưa, mình phiền não thằng chưa, giờ này nó chưa kiếm người để nó rước nó đi cho rồi để mình còn bận cái gì. Sửa chưa xử lý thằng này xong nữa, cái thằng hai nó có con phải qua xử lý con nó giùm. Mà khi mình xử nó xong, mình giữ đứa một rồi á, mà bây giờ mình không giữ đứa thứ hai, nó phân bì không? Nó phân bì mà mình chẳng có bì nào để ăn. Mà phải đi. Tức là trong cuộc sống chúng ta là một đống việc để mà mỗi ngày chúng ta xử lý. Dư cũng khổ, thiếu cũng khổ. Dư cũng phải xử lý làm sao đây? Rồi bây giờ thiếu cũng phải xử lý làm sao cho đủ đấy. Chờ cuối cùng gì tốt? Đủ là tốt. Đủ tốt là gì? Đó là trung đạo. Trung đạo của nhà Phật á, không phải là nhiều, cũng không phải là ít. Thấy không? Trung đạo của nhà Phật là chúng ta làm sao để chúng ta có thể thích ứng được khi thiếu khi dư. Hôm nào mình sẽ học cái bài kinh trung đạo đó. Nhưng mà ở đây á, bây giờ Pháp Hòa nói lòng vòng rồi để đại chúng thấy một cái đạo lý nó từ phát hiện ra. Thật ra mình nấu ăn hay là mình làm việc gì quá dư cũng khổ nữa. Giờ tới hồi dư đây làm sao đây? Mà nó khổ nhất là lúc thiếu. Thiếu là chạy đâu ra? Phải xử lý. Rồi sợ thiếu cho nên làm quá trời quá đất, cuối cùng dư quá đất quá trời. Rồi bây giờ không lẽ bây giờ cái dư đó đem bỏ trời bỏ đất? Phải xử lý. Hồi xưa ông Tôn Ngộ Không á, đem đổ cái ống nhổ á, nhổ để đâu? Thầy ông nói đổ chỗ nào không trời không đất. Cuối cùng đổ đâu? Đổ bụng ông. Thật sự ra thưa đại chúng là không lẽ bây giờ mình đem cái khổ mình đổ cho người ta? Thì cái khổ đó là tự mình thì mình phải giải quyết thôi. Cái ống nhổ đó là vậy đó. Bây giờ cục con đang khổ là đổ ai? Đừng đổ tôi. Mặc dù tôi gặp anh tôi xin chia buồn, nhưng mà tôi chỉ nói thôi, đừng chia. Có không? Gặp nhau là tôi xin chia buồn với anh, nhưng mà trong bụng, trong bụng anh kia nói dạ tôi muốn chia lắm anh, giận nhiều. Nhưng mà rồi mình là cái người nói giận chia buồn, nhưng mình cũng nói bụng nói thôi đừng chia tôi ngát lắm. Nhưng mà rồi mình gặp cái người kia, mình nói tôi chia vui với anh kia dám được không? Nói trời, chuyện vui người ta mới chia sao được. Cho nên chuyện chia buồn không thể đổ trời, không thể đổ đất. Cuối cùng đổ đâu? Đổ chính mình. Chỉ có mình mới xử lý được cái ống nhổ của mình mà thôi. Đổ đâu cũng là đổ hết. Đổ đâu cũng được hết. Đổ đất có lỗi với đất. Đổ trời thì không thể đổ được. Rồi ngày mai mình học tiếp bài kinh này. Bài kinh ngắn mà hay lắm. Rồi. Cảm ơn đại chúng. Đại chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.